xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube thế giới nghiêng sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chi tiết Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 10 tháng 10 công bố đoạn video do máy bay không người lái UAV trinh sát của quân đội Nga ghi lại, trong đó cho thấy chiếc UAV đã phát hiện khu vực bố trí trận địa tên lửa phòng không Patriot tại tỉnh Donetsk-Petrovsk ở miền trung Ukraine. Hình ảnh trong video cho thấy tổ hợp gồm 3 bệ phóng đạn, một radar AN-MQP-65 và một đài chỉ huy AN-MSQ-104 thuộc hệ thống Patriot được bố trí cách xa nhau nhằm ngăn nguy cơ thiệt hại đồng thời khi bị Nga tập kích hệ thống patriot dường như không phát hiện uav nga sau vài giây hai bệ phóng patriot khai hỏa đồng thời hai quả đạn lên không trung nhưng không ngăn được tên lửa Nga, hai quả đạn Iskander-M của Nga lần lượt lao vào khu vực radar an mươi 65 đài chỉ huy AN/SQ104 và cạnh một bệ phóng gây ra các vụ nổ lớn. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày khẳng định đòn tấn công đã phá hủy radar AN/MPQ-65, đài chỉ huy AN/SQ104 cùng một bệ phóng thuộc hệ thống Patriot, một bệ phóng khác bị hư hại. Patriot là loại vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, thường gồm một radar, một đài chỉ huy cùng 4 đến 8 bệ phóng, trong đó radar và mô đun đài chỉ huy được mô tả là có giá trị nhất nhưng dễ bị hư hại khi chúng hỏa lực của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 10 tuyên bố quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi làng Novaya Sarochina, cách thị trấn Suza 15 km về phía Bắc, Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã giành lại quyền kiểm soát Nikoski, một khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam của tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, binh lính Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi các vị trí ở Kursk và rút lui trong tình trạng hỗn loạn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, lính dù thuộc nhóm tác chiến phía bắc của Nga đã giành lại khu định cư Parokoske nằm ở quần Suza, tỉnh Kursk. Khi tiến công, lính dù Nga đã tấn công các cứ điểm của Ukraine. Trong khi trinh sát các vị trí của Ukraine, lính dù đã phát hiện hỏa lực chính của đối phương ở khu vực biên giới vùng Kursk. Cuộc tấn công bắt đầu ngay sau khi pháo binh chuẩn bị. Sau khi kiểm soát các điểm hỏa lực, lính dù đã tiến vào cứ điểm của Ukraine và chiếm giữ hoàn toàn. Khi nhìn thấy lính dù Nga, binh lính Ukraine đã hoảng loạn bỏ chạy khỏi vị trí của mình. Bộ Quốc phòng Nga cũng dẫn lời binh sĩ Nga nói rằng lính Ukraine không chỉ sợ hãi bỏ chạy khỏi vị trí mà còn đánh rơi cả tài liệu quan trọng. Bộ Quốc phòng Nga mới đề cho biết quân đội nước này tiếp tục phá hủy pháo tự hành Caesars, được Pháp viện trợ cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow. Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy pháo tự hành Caesars bị tên lửa dẫn đường laser KHBPLA được phóng từ máy bay không người lái tầm trung Orion phá hủy. Trong vài tuần qua, máy bay không người lái UAV Orion của Nga đã bất ngờ quay trở lại chiến trường các UAV này được lực lượng Nga sử dụng để tiến hành hoạt động tấn công vào sâu trong hậu phương của Ukraine. Trước đó, ngày 16 tháng 9, truyền thông Nga đưa tin UAV Orion phá hủy pháo phản lực hạng nặng M270 bằng tên lửa dẫn đường laser KHBPLA. Ngày 24 tháng 9, một máy bay không người lái Orion khác tiếp tục phá hủy xe bọc thép của Ukraine ở tỉnh Kursk. Trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, tù binh Ukraine Alexander Lavrenchuk phản án rằng những người điều khiển máy bay không người lái FPV của Ukraine đã cố gắng tiêu diệt những người lính đầu hàng Nga. Lavrenchuk kể lại, vào khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi đang lái xe. Ngay lập tức chúng tôi đã bị máy bay không người lái của Nga phát hiện và súng cối bắt đầu bắn về phía chúng tôi, tức là chúng tôi bị cắt đứt từ đầu vành đai rừng. Chúng tôi đi đến cuối và ở đó họ đã đợi chúng tôi. Tôi thấy rất nhiều lính Nga, chúng tôi đang đứng ở bìa rừng, Tôi nhận ra rằng đầu hàng là điều thích hợp nhất. Chúng tôi chỉ đơn giản là hạ vũ khí. Tôi cảm thấy tức giận vì các FPV của chúng tôi đang tấn công chúng tôi. Họ thấy rằng chúng tôi đang bị bắt làm tù binh. Theo tôi hiểu, nhiệm vụ không phải là cứu chúng tôi mà là tiêu diệt. Ngoài ra, Lavrenchuk cho biết, chủ yếu những người thuộc các gia đình nghèo đều nhận lệnh nhập ngũ lực lượng vũ trang Ukraine. Tù binh Ukraine nói, trung tâm tuyển quân không chặn những chiếc ô tô hiệu BMW và Mercedes. Họ chỉ chặn xe của những người bình thường, những người lao động chăm chỉ bình thường những người không được bảo vệ, những người dân nghèo bị tàn sát. Một tù binh Ukraine là Viktor Isaev bị bắt ở vùng Kursk cho biết, binh sĩ này và các đồng đội được đảm bảo rằng nhiệm vụ của họ sẽ chỉ là phục vụ ở biên giới với vùng Benkoros. Trong một video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, tù binh Isaev chia sẻ, Ông bị bắt sau khi bị thương, ông ta nói rằng lính Nga đã đối xử rất tốt với anh ta và sơ cứu cho anh ta ép nói, cái gọi là tuyển quân thực ra là mọi người bị bắt tại các điểm dừng xe buýt, trạm kiểm soát, trên xe buýt và xe lửa, sau đó họ được kiểm tra y tế trong 5 phút và đưa người đó ra mặt trận, đừng bao giờ đến vùng Kursk, thà từ chối phục vụ và đầu hàng vì mọi thứ xung quanh chỉ là dấu trá. Không ai lo lắng cho mạng sống của một người lính, không ai cần chúng ta và những lời của Zelensky rằng kỳ ép nước chiến đấu vì mạng sống của mỗi con người là không đúng sự thật. Theo tù binh này, những tân binh đã được đưa đến Sumy và khẳng định rằng họ sẽ chỉ phục vụ ở biên giới với vùng Benkoros. Khi tin tức lần đầu tiên xuất hiện về việc lực lượng vũ trang Ukraine tiến vào khu vực Kursk, ông đã bị sốc. Isaev từng làm việc 33 năm trong ngành đường sắt. Ông chia sẻ: "Tôi không thấy có ý nghĩa gì trong việc này. Tại sao lại đi đến lãnh thổ của người khác? Bản chất tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình và không thể chịu đựng được bạo lực khi tôi thấy các đồng nghiệp của mình vui mừng vì điều này. Tôi đã nói với họ rằng họ thật ngu ngốc và không hiểu gì cả, hoặc vì họ còn trẻ hoặc vì ngu ngốc. Đến lúc đó tôi biết rằng chúng tôi sẽ được đưa đến vùng Kursk, tôi chắc chắn sẽ từ chối." Nhà lập pháp Sergei suốt mới đây đã thừa nhận trên kênh New Line rằng một số binh lính Ukraine đào ngũ do bị đối xử không tốt trong quân đội, gồm cả từ sĩ quan cấp trên. Chúng ta đang nói về những người rời khỏi đơn vị của họ mà không được phép. Có rất nhiều người trong số họ và không chỉ vì sợ hãi. Ông cho biết có một tỷ lệ đáng kể binh lính đào ngũ là do các chỉ huy hành xử không đúng theo chuẩn mực. Ngoài ra, ông suốt chỉ trích các quan chức cơ quan tuyển quân địa phương ở Ukraine những người mà ông mô tả là bắt nam giới trên đường phố và đưa họ thẳng lên xe buýt. Ông cho rằng đây là nỗ lực nhằm gia tăng số lượng tân binh nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng của binh sĩ trong lực lượng vũ trang. Những người bị ép buộc nhập ngũ như vậy không có động lực chiến đấu, ông cho hay. Cuối tháng trước, Kiev Post đưa tin số lượng quân nhân Ukraine đào ngũ có dấu hiệu tăng lên sau hơn 2 năm chiến sự, nhưng Kiev vẫn chưa có giải pháp nào thực sự hoàn toàn hiệu quả để ngăn chặn xu hướng này lực lượng vũ trang Nga không để lại bất kỳ cơ hội sống sót nào cho kẻ địch trong quá trình giải phóng các khu dân cư trong vùng chiến dịch đặc biệt, ngoại trừ việc đối phương tự nguyện đầu hàng, phó chỉ huy đơn vị xung kích thuộc nhóm quân phía Nam có bí danh Juris cho biết. Juris nói, những đối thủ trực tiếp của tôi ở phía bên kia có một lối thoát tốt khỏi tình thế này đó là đầu hàng để sống sót để đến một lúc nào đó có khả năng trở về với gia đình mình theo hình thức trao đổi tù binh tôi không lên án sự lựa chọn đó của họ cho việc này đầu hàng và không nói rằng hành động như vậy là hèn nhát người sĩ quan nga cũng nói thêm rằng đã hơn một lần các chiến sĩ trong đơn vị ông xác định được sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài ở phía bên kia và nghe thấy tiếng nói của họ qua sóng vô tuyến qua câu chuyện của các tù binh ukraine hầu hết lính đánh thuê đều thực hiện vai trò các đội rào chắn gây sức ép tinh thần cho các binh sĩ lực lượng vũ trang ukraine đồng thời lính đánh thuê cũng ngăn chặn nỗ lực rút lui juris nói động cơ chủ yếu của các chiến sĩ chúng tôi là trách nhiệm đối với gia đình và người thân của họ trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng con người tính mạng của người dân donbass đối phương cũng có động cơ là những mục tiêu nào đó của phương tây nếu cắt bỏ tất cả những điều đó thì bọn họ sẽ không chiến đấu với chúng tôi họ không có lý do để làm như vậy Quân đội Pháp đang tiến hành huấn luyện cho 2.300 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn mới mang tên Anna of Kiev. Lữ đoàn Anna of Kiev của Ukraine hiện đang được huấn luyện ở khu vực phía đông Grand S. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết thiết bị quân sự mà binh sĩ Ukraine đang huấn luyện sử dụng sẽ được chuyển giao sau này. Ông Macron thông báo công khai đoạn phim về buổi huấn luyện. Tôi đã đưa ra cam kết này, hiện quân đội của chúng tôi đang huấn luyện 2.300 binh sĩ Ukraine ở Grand S với các trang thiết bị mà họ sẽ sử dụng khi ta chiến. Tổng thống Pháp đảm bảo lữ đoàn này sẽ được huấn luyện và trang bị đầy đủ nhờ sự đoàn kết của Paris với chính quyền Kiev. Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên thành lập và huấn luyện một lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ của mình. Khóa huấn luyện bao gồm nhiều nội dung khác nhau, bao gồm sử dụng chiến đấu bộ binh, xe tăng bánh lốp, AMX-10RC, hệ thống pháo tự hành CESA. Các hoạt động kỹ thuật liên quan đến công binh, phòng không sử dụng tên lửa Mistra, chống tăng thông qua tên lửa Milan, khai thác thiết bị bay không người lái, đào tạo lính bắn tỉa. Tạp chí Forbes mới đây cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky có thể bị lật đổ khỏi chức vụ nếu ông đồng ý nhượng lại một số lãnh thổ cho Nga để đổi lấy lời hứa của NATO rằng Ukraine sẽ gia nhập liên minh bài báo cho biết các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong quân đội sẽ nổi dậy và thực hiện cuộc đảo chính chống lại Zelensky nếu ông ấy từ bỏ Donbass và Crimea. Forbes nói thêm rằng có nhiều thông tin lan truyền trên các phương tiện truyền thông Ukraine về sự phản bội của phương Tây. Các luồng tin cho rằng sự trợ giúp từ các nước phương Tây là hời hợt và Ukraine đang bị lợi dụng như một con rối. Việc quyền lực tập trung trong tay ông Zelensky cũng bị đem ra chỉ trích. Hôm 17 tháng 9, tờ Lidoki của Cộng hòa Séc cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẵn sàng từ bỏ các vùng lãnh thổ bị mất trong cuộc xung đột với Nga, nhưng không có kế hoạch đưa ra tuyên bố công khai về điều này. Giới lãnh đạo Ukraine hiểu rằng thừa nhận từ bỏ lãnh thổ đồng nghĩa với việc tự sát về mặt chính trị. Hôm 9 tháng 10, quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Zaporizhia, ông Vladimir Rogov, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Trianovosti đã bình luận về các báo cáo của truyền thông phương Tây về những cuộc đàm phán bí mật được cho là đã bắt đầu để chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Rogov cho biết đã đến lúc Zelensky và chế độ của ông ấy thảo luận không phải về việc nhượng lại các vùng lãnh thổ, mà là chuẩn bị cho việc đầu hàng hoàn toàn. Đây là vấn đề cấp bách hơn đối với họ. Trong một tuyên bố đáng chú ý, Ngoại trưởng Hungary Shizato cho rằng, Hầu hết các nước thành viên, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không thực sự ủng hộ mong muốn của Ukraine gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo này. Ngoại trưởng Sijato cho biết, nhiều thành viên của khối đã bày tỏ thái độ hoài nghi và phản đối trong các cuộc trò chuyện riêng tư. Theo ông Sijato, hành vi của một bộ phận đáng kể các thành viên NATO là cực kỳ không công bằng đối với người Ukraine vì các nước này không trung thực về quan điểm của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cũng cho biết, ông đã truyền đạt điều này tới người đồng cấp Ukraine Andrei Sibiga trong cuộc gặp gần đây của họ, tuy nhiên không tiết lộ Bộ trưởng Ukraine phản ứng thế nào trước nhận xét của ông. Ông Sijato khẳng định, tuần trước tôi đã trao đổi với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine trong chuyến thăm Budapest rằng tôi không biết họ đang cố thuyết phục ông ấy điều gì. Nhưng khi chỉ có chúng tôi ở phía sau cánh cửa đóng kín, phần lớn các quốc gia NATO chia sẻ quan điểm mà tôi vừa nêu rõ. Nhà ngoại giao chỉ ra rằng, không giống như hầu hết các quốc gia NATO, Hungary đã công khai phản đối việc Kiev trở thành thành viên vì tin rằng việc gia nhập của nước này sẽ dẫn đến Thế chiến thứ ba. Việc gia nhập các quốc gia mới phải được tất cả 32 thành viên NATO chấp thuận nên ngay cả một quốc gia cũng có khả năng loại một ứng cử viên. Các cơ quan mật vụ của Ukraine mới đây đã công bố một đoạn video thẩm vấn một cư dân ở Odessa, người đã cố gắng cắm cờ Nga trên bệ của tượng đài Catherine Đại Đế ở Ukraine. Người phụ nữ này không sợ bị cơ quan đặc nhiệm Ukraine truy tố hình sự và ngay cả khi bị bắt giữ, cô gái vẫn hét lên, Nga là sức mạnh, hãy chống lại bè lũ phát xít. Sau khi sự việc xảy ra, cô ấy đã bị lực lượng an ninh Ukraine thẩm vấn, trả lời câu hỏi về lý do hành động của mình. Cô nói rằng bản thân đã chứng kiến hành động man dợ của quân đội Ukraine trên chính mảnh đất quê hương của mình. Quân đội Ukraine cướp bóc và đe dọa chính nhân dân Ukraine trong khi quân đội Nga tiến vào để bảo vệ họ. Người phụ nữ nói thêm rằng, người tổ chức xung đột quân sự Nga-Ukraine là Mỹ và NATO, đồng thời kêu gọi người Ukraine hãy đứng về phía Nga phản đối chế độ phát xít ở Kiev. Điều đáng chú ý là trong phần bình luận của đoạn video được đăng tải, người dùng mạng xã hội Ukraine bày tỏ ủng hộ người phụ nữ này. Rất nhiều người dân Ukraine bày tỏ quyết tâm đứng về phía Nga và phản đối chính quyền của ông Zelensky. Cách đây không lâu, có thông tin lan truyền trên Internet, theo đó người đứng đầu chế độ Kiev, Volodymyr Zelensky được cho là đã mua một chiếc ô tô mới. Đáng chú ý, đó là một chiếc limousine trước đây thuộc về lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler. Tin tức này hiện vẫn đang được xác minh và gây rất nhiều tranh cãi trên cộng đồng. Tuy nhiên, theo tạp chí Forbes, bất chấp sự phủ nhận từ phía Ukraine, thông tin này khi lan truyền đã hủy hoại danh tiếng của ông Zelensky. Tạp chí này viết, tin tức Tổng thống Ukraine mua xe limousine của Hitler vẫn lan truyền khắp nơi. Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thất vọng khi Mỹ cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine, trong khi người Mỹ hiện đang chờ đợi cứu trợ từ cơn bão Hitler. Tạp chí này lưu ý, những câu chuyện như vậy có thể khiến người Mỹ tò mò và bỏ qua những thông tin từ các nguồn chính thức. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Trong tuần này, xuất hiện thông tin nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã mua chiếc xe nghi lễ của Adolf Hitler với giá 15 triệu đô la Mỹ. Nguồn thông tin này là một bài viết trên một trang web nước ngoài được đăng tải mà không ghi rõ tác giả. Tờ Bin dẫn các nguồn tin chính phủ Đức đưa tin Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi bị Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối gặp đã quyết định đến thăm Berlin và khai trình trước Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã quyết định hoãn một trong những chuyến công du cuối cùng của ông với tư cách nguyên thủ quốc gia tới Đức và Angola do cơn bão Menton. Ấn phẩm Spiegel dẫn các nguồn tin riêng cho biết, ông Biden đã lên kế hoạch đến thăm căn cứ quân sự Ramstein ở Đức, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của nhóm liên lạc về việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Mỹ cho biết ông vẫn có ý định thăm Đức và Angola, nhưng vào thời điểm khác, báo Spiegel sau đó đưa tin rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ bị hoán lại để ông Biden có thể tham dự. Vào ngày 12 tháng 10, ông Zelensky sẽ đến Berlin và gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Tại văn phòng chính phủ, ông Zelensky muốn trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với Thủ tướng. Ngoài ra, theo tờ báo, ông Zelensky có kế hoạch gặp Tổng thống Đức Frank Weissmeyer. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng. Tờ Pravda dẫn lời đại diện của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết, những lời lăng mạ mà ứng cử viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra liên quan đến Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy sự bất lực của giới tinh hoa cầm quyền Mỹ. Tình hình này chỉ phản ánh sự thất vọng và bất lực của giới cầm quyền ở Washington. Đại diện của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết, các nhà ngoại giao Nga cho biết thêm rằng Mỹ không thể khiến Nga phải chịu cái gọi là thất bại chiến lược, do đó mới có những lời lẽ công kích như vậy. Các nhà ngoại giao Nga cho biết, ngôn ngữ thô lỗ đã trở thành thói quen của một số chính khách Mỹ hiện nay. Một ngày trước đó, CNN đã công bố một số trích đoạn từ cuốn sách War của nhà báo người Mỹ Bob Woodward. Trong cuốn sách Woodward nói rằng trong đại dịch năm 2020, ông Trump bị cáo buộc đã cung cấp cho tổng thống Putin thiết bị xét nghiệm coronavirus mới nhất để sử dụng cá nhân. Bà Harris đã dùng lời lẽ nặng nề khi nói đến Tổng thống Putin lúc chỉ trích ông Trump vì bị cáo buộc đã xét nghiệm COVID cho ông Putin. Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng phủ nhận cáo buộc của Woodward về 7 cuộc điện thoại giữa ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sau khi rời nhiệm sở. Trong bình luận cho tờ The New York Times, ông Peskov cho biết, đây là thông tin sai lệch điển hình trong bối cảnh chiến dịch tranh cử, trong một diễn biến đáng chú ý washington rất nỗ lực ngăn chặn chip xử lý mỹ đến tay nga phục vụ chế tạo tên lửa nhưng cố gắng của họ vẫn chưa mang tới kết quả vấn đề chip xử lý mỹ cung cấp khả năng tấn công chính xác cho tên lửa nga là điều khiến giới chức quân sự phương tây đau đầu tìm cách ngăn chặn suốt thời gian qua nhưng gần như chưa có gì được cải thiện theo ghi nhận từ chiến trường sau khi bắn trúng mục tiêu tên lửa nga thường sẽ bị phá hủy hoàn toàn không để lại phần nào thuộc hệ thống điều khiển hoặc dẫn đường còn nguyên vẹn để truy xuất nguồn gốc nhưng trong vài trường hợp rất hiếm gặp đã được ghi nhận khi các chuyên gia quân sự ukraine may mắn thu thập được một vài linh kiện tương đối nguyên vẹn tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Đáng chú ý nhất là chip và bộ phận điều hướng được xác định là sản phẩm của Analog Devices. Đây là công ty chuyên sản xuất vi mạch của Mỹ, cùng với Infineon Technology của Đức và Integrated Silicon Solutions Inc, một công ty Mỹ nhưng có vốn đầu tư của Trung Quốc. Những gì còn sót lại của động cơ tên lửa cho thấy thiết bị này xuất xưởng vào tháng 3 năm 2023 hơn một năm sau khi Mỹ và đồng minh áp đặt lệnh kiểm soát xuất khẩu và cấm cung cấp cho Nga những công nghệ hay thiết bị phục vụ chế tạo vũ khí. Các cuộc thử nghiệm xuồng không người lái đa dụng hạng nặng có thể tái sử dụng dựa trên mẫu xuồng không người lái Vizik của Nga đã kết thúc thành công. Nhà máy đang chuẩn bị cơ sở để sản xuất hàng loạt. Đây là thông tin của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Quân sự, nhà máy công cụ Kinjisev, KMZ, Mikhail Danilenka chia sẻ với Sputnik: Tập đoàn công nghiệp quân sự KMZ ngày nay chuyên thực hiện các đơn vị quốc phòng, cụ thể là sản xuất cano, xuồng thuyền cho lực lượng vũ trang nga và phương tiện không người lái hàng hải cho lực lượng hải quân. Ông Danilenka nói: Các cuộc thử nghiệm xuồng không người lái hạng nặng có thể tái sử dụng dựa trên mẫu xuồng không người lái Vizik đã kết thúc thành công. Đây sẽ là loại phương tiện không người lái đường thủy có thể sử dụng nhiều lần. Nhiệm vụ bên đặt hàng đề ra cho tập đoàn là chế tạo phương tiện để vận chuyển hàng hóa đến khu vực đã định, tiến hành trinh sát, làm nhiệm vụ trực chiến cả trong phiên bản hỗ trợ hỏa lực cũng như phiên bản vận tải, sơ tán để cung cấp đạn dược và sơ tán người bị thương. Phát biểu với báo giới tại Tehran mới đây, Ngoại trưởng Iran CS Abbas Arabchi khẳng định nước này không muốn căng thẳng leo thang ở Trung Đông nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Ngoại trưởng Arabchi cho ai, chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần rằng Iran không muốn gia tăng căng thẳng, mặc dù chúng tôi không sợ chiến tranh và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông Arachi nhấn mạnh, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống, các lực lượng vũ trang đã chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, ông lưu ý, chính sách của Iran là ngăn chặn các hành động thù địch và đạt được các lệnh ngừng bắn có thể chấp nhận được. Theo hãng tin mơ, nhà ngoại giao hàng đầu Iran cho rằng Israel không nên thử thách ý chí của Tehran. Ông cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran đều sẽ vấp phải phản ứng dữ dội. Nhóm gồm 39 nhà lập pháp Iran đã gửi một thông điệp chính thức tới Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao với đề nghị sửa đổi học thuyết quốc phòng nhằm cho phép Tehran phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh mối đe dọa từ Israel liên tục gia tăng. Một lá thư đã được gửi đến Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, cho đến nay đã có 39 thành viên quốc hội ký. Nội dung của lá thư là đề nghị sửa đổi học thuyết quốc phòng trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Từ năm 2003, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã ra sắc lệnh cấm sản xuất vũ khí hạt nhân vì cho rằng điều này trái với quy tắc đạo hồi. Đại diện nhóm nhà lập pháp tuyên bố, cuộc thảo luận về học thuyết quốc phòng của chúng ta dựa trên sắc lệnh năm 2003, nhưng ngày nay Israel lại không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Không một tổ chức quốc tế nào, không phải Mỹ hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào có thể kiểm soát được nước này. Tôi cho rằng vấn đề này nên được các chuyên gia xem xét. Theo vị này, việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân có thể được cho phép như một biện pháp gian đe, trong khi lệnh cấm sử dụng chúng vẫn có thể được áp dụng như sắc lệnh của ông Khamenei đã ban bố hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ một dự án sẽ được triển khai vào ngày 9 tháng 10 nhằm ngưng hoạt động hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc và gia tăng phòng thủ vững chắc ở biên giới. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc và việc Mỹ đưa khí tài quân sự hạt nhân đến khu vực bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên tiết lộ công khai một cơ sở làm dầu urani. Từ năm 2019, sau các nỗ lực ngoại giao Mỹ Triều và Liên Triều không đạt đột phá, tất cả các kênh liên lạc và chương trình trao đổi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đến nay vẫn bị gián đoạn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.